chiến quay hợp thể. Ta đâu ngại chi những khó khăn, gian nan hiểm nguy sẽ đẩy lùi, bên nhau cùng giành chiến thắng, mình sánh vai. Nắng ấm đã lên rồi, hai ta nào cùng nhau xuất phát, vinh quang là thứ ta đang mong chờ, trong tay bạn cùng tôi tiến mạnh mẽ lên. Không rời xa tình bạn của chúng ta. Chiến quay hợp thể là một môn thể thao có tính cạnh tranh phổ biến nhất ở thế kỷ Alpha. Năm nay, một thế hệ mới của chiến quay hợp thể được ra đời với bệ phóng kiểu mô tô mới, mang lại sức mạnh vượt trội và tốc độ siêu nhanh. Việc định chiến quay được trang bị hệ thống hai đỉnh với hai loạt chiến thuật đỉnh cao. Tại thế kỷ này, trở thành nhà vô địch chiến quay hợp thể là ước mơ của trẻ em trên toàn thế giới. Hãy cùng theo bước hai anh em Albert và Silas bước vào những trận chiến đỉnh cao hấp dẫn và thú vị. Albert. Albert là một đứa trẻ thông minh và bình tĩnh, có bản lĩnh kiên cường. Mặc dù đôi lúc cậu vẫn dẹo nhau với Silas do không chịu được những lời trêu đùa thái quá của em trai mình, nhưng Albert vẫn luôn muốn trở thành một người anh có trách nhiệm. Khi thi đấu, Albert sử dụng chiến quay sao chổi rực lửa với tuyệt chiêu bạch hổ tốc kích. Silas. Silas bốc đồng và thẳng thắn, thích cạnh tranh và nhiệt huyết. Trái ngược với anh trai mình, Silas hiếm khi suy nghĩ cẩn thận mà luôn hành động rất nhanh. Ngày thường cậu thích tranh đua với anh trai Albert, nhưng trong thâm tâm, cậu lại rất tôn trọng anh trai của mình. Khi thi đấu, Silas sử dụng chiến quay ngân hà lấp lánh với tuyệt chiêu móng rồng bảo tố. Andrew. Andrew là một cậu bé ít nói, sống nội tâm, điềm đạm và ôn hòa, rất trân trọng tình bạn và tình anh em. Ban đầu, Andrew theo học giáo sư Win và được ông ta hướng dẫn sử dụng con chip gian lận. Nhưng sau khi gặp gỡ với anh em Albert Silas, cậu bé cảm thấy ngưỡng mộ cách mà hai anh em giúp đỡ lẫn nhau để khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi thi đấu, Andrew sử dụng chiến quay chiến tầng biển sâu với tuyệt chiêu chu tước phản đòn. Jack. Jack là một đại ca thô lỗ và độc đoán. Cậu hay bắt nạt những đứa trẻ khác và ăn cắp chiến quay hợp thể của họ. Với tính cách phá phách, cậu bé luôn thích tháo rời và phá hủy mọi thứ. Jack luôn thích cắn kẹo mút trong miệng và sẽ nghiền nát kẹo mút khi cậu ta sử dụng kỹ năng độc đáo của chiến quay hợp thể. Khi thi đấu, Jack sử dụng chiến quay võ sĩ hàng băng với tuyệt chiêu bão táp hàng băng. Julia. Julia là một tiểu thư nhà giàu ăn chơi và cũng là một công chúa nhỏ đầy ý chí tự lập. Cô bé luôn thích làm mọi việc theo cách của mình. Julia thích thể hiện và luôn muốn trở thành tâm điểm của công chúng bằng những chiến thắng áp đảo đối thủ. Khi thi đấu, Julia sử dụng chiến quay thiên ưng sát thủ với tuyệt chiêu thiên ưng phi tiêu. Heo. Heo là một bậc thầy chiến quay hợp thể mạnh mẽ, kiêu ngạo và có lòng tự trọng cao. Cậu bé không thích sự nghi ngờ của người khác và luôn cố gắng duy trì hình ảnh mạnh mẽ của mình. Khi thi đấu, Heo sử dụng chiến quay cảnh sát hắc phong với tuyệt chiêu nhát chém hắc phong. Tiến sĩ Trent. Tiến sĩ Trent là một trong hai nhà phát minh của chiến quay hợp thể. Ông là một nhà phát minh tài ba, nhưng thỉnh thoảng có những hành động kỳ quặc và hài hước. Ông ấy thích pha trò và đi chơi với lũ trẻ. Thay vì thuyết giảng, ông thường bí mật cho bọn trẻ lời khuyên để giúp chúng trưởng thành hơn từ trải nghiệm. Xenia. Xenia là cánh tay phải đắc lực của tiến sĩ Trent. Cô bé luôn theo dõi và thường ngăn chặn những hành vi kỳ lạ của ông tiến sĩ. Xenia thuộc tiếp người trên lý thuyết với kho tàng kiến thức đồ sộ của mình về chiến quay hợp thể.
Giáo sư Quinn là một trong hai nhà phát minh của chiến quay hợp thể. Ông có tính tự ái và luôn tự tin vào phát minh của chính mình. Mục tiêu của ông ta là đánh bại tiến sĩ Trent bằng chiến quay gắn chip do ông ta sáng chế ra để chứng minh rằng ông ta là người giỏi hơn. Tập 29 Trận chiến cực hạn phá tan con quay gắn chip. Thưa quý vị khán giả, đây là nơi diễn ra trận chung kết giải quốc gia chiến quay hợp thể. Trong lượt đấu trước, Hay và Celia của đội Bảo Tố đã thắng Albert và Silas của đội Linh Động, tạm dẫn trước với tỷ số 1-0. Trước khi lượt thứ hai bắt đầu, chúng ta sẽ nghỉ ngơi 15 phút. Chỉ tại tớ không nghĩ ra chiến thuật tốt hơn. Anh, đừng tự trách nữa. Họ có thể nhìn thấu được chiến thuật của mình. Nhất định họ đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó. Không xa chút nào. Giáo sư Quinn đã nhìn thấu được chiến thuật của các cháu. Đều dựa vào phân tích dữ liệu lớn. Hả? Phân tích dữ liệu lớn? Ừ, đơn giản mà nói. Tức là máy tính của ông ấy có thể dự đoán được hành động của các cháu và phân tích ra chiến thuật tốt nhất. Vậy các đạo gian lận, trận đấu như thế thì có ý nghĩa gì? Chúng ta phải rút lui và kháng nghị. Không, chúng ta phải đấu tiếp. Không thể khuất phục trước họ được. Silas, đúng, chúng ta phải dùng chiến quay quân đệ đánh bại chúng. Đúng, chúng ta phải đánh bại dữ liệu lớn. Không hổ là học sinh của ta, ta tin các cháu. Đúng là bó tay với chú. Bây giờ chúng ta đi khởi động thôi. Từ từ đã. Tiến sĩ, chú lại làm gì nữa? Cháu theo chú, chú có điều muốn nói với cháu. Tiến sĩ, chuyện gì mà bí mật vậy? Silas, trận đấu vừa nãy, chú phát hiện ra cháu có một điểm yếu. Cháu có điểm yếu, cháu quá ý lại vào chiến thuật của anh cháu. Hả? Thế sao? Anh, cứ thế này thì không được, anh phải mau nghĩ cách đi. Đúng đó, trận đấu trước đều là anh cháu cho ý kiến, cháu không giúp được gì cả. Cháu không thể lần nào cũng dựa vào anh cháu hay là anh Rêu đưa ra chủ ý được. Cháu cũng phải có suy nghĩ của mình. Chỉ có kết hợp suy nghĩ của các cháu lại, đạt tới mức tâm ý tương thông mới có thể phát huy được sức mạnh của chiến quay quân đệ. Tiến sĩ, chú đừng nói ảo diệu như thế. Cụ thể cháu phải làm gì? Thứ này chỉ có thể tự hiểu, không thể nói bằng lời. Cháu phải tự trải nghiệm trong trận đấu thôi. Silas, chúng ta phải ra sân rồi. Lượt thứ hai của trận chung kết giải quốc gia chiến quay hợp thể chuẩn bị bắt đầu. Lượt trận này gồm Silas và Andrew của đội Linh Động sáng tạo đối đầu với Chilia và Jack của chiến đội Bảo Tố. Chỉ cần đánh bại các cậu, tiểu thư đây sẽ là vô địch toàn quốc. Chỉ cần cậu không ngán chân tớ, chức vô địch nhất định sẽ là của chúng ta. Cậu nói vậy là sao? Silas, trận này nhất định phải thắng. Tất nhiên rồi, chúng ta phải cố gắng cả phần của anh tớ nữa. Hai bên chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Thiên ưng sát thủ mà hết quả lực. Thiên ưng số 1 xuất kích. Sứ giả Bảo Tố tập trung năng lượng. Bảo Tố số 1 xuất kích. Jack và Celia tấn công trước để áp đảo. Lần lượt sử dụng loại phòng ngự phản công Bảo Tố số 1 và loại áp sát đột kích Thiên ưng số 1. Dân vũ chiến xa tăng tốc tối đa, xông lên. Dân vũ số 1 chiến từ biển sâu, quay tốc độ cao. Lao lên đi, biển sâu số 1. Chu tước tấn công. Dân vũ chiến xa và chiến từ biển sâu vừa ra sân đã phát động đòn đánh nhanh nảy lửa, muốn loại Bảo Tố số 1 trước. Bảo Tố số 1. Chilia, mau hành động theo chỉ thị của máy tính. Rõ. Mở hết quả lực, thiên ưng số 2 xuất kích. Bảo táp rực lửa. Thiên ưng số 2 và Bảo Tố số 1 đã tạo thành trận hình bảo táp rực lửa, phá giải chiến thuật đánh nhanh của đội Linh Động. Tốc độ của chúng ta nhanh như vậy mà cũng không nhanh hơn được máy tính. Họ đến rồi. Thiên ưng số 1, mau gia nhập trận hình đi. Lần này nhất định phải hút chân chúng. Đối phó với trận hình kiểu này phải dùng chiến thuật phản kích. Lao lên đi, biển sâu số 2. Móng rồng Bảo Tố. Đội Linh Động đã sử dụng trận hình phản kích móng rồng Bảo Tố. Trận hình hai bên đang triển khai cuộc giao tranh nảy lửa. Qua, sứ giả Bảo Tố và thiên ưng sát thủ bị hút văng rồi. Thành công rồi. Mấy đứa mì quá ngây thơ. Cái gì?
họ mượn sức của bóng rổ bão tố để bật trở lại. Trận hình tổ hợp bão táp rực lửa. Chiến thuật của đội Linh Động lại một lần nữa bị phá giải. Biển sâu số 1 bị văng ra khỏi sàn, bị loại. Andrew, bất kể cậu dùng chiến thuật gì, ta đều có thể tính ra kế hoạch tốt nhất. Cậu thú là cái chắc. Tình hình bây giờ giống hệt như trận trước. Mình không có cách nào hết. Vẫn như thể bỏ cuộc được. Cháu phải tin vào hai đứa nó. Tin tưởng chiến quan huynh đệ của chúng. Còn cách gì có thể thắng được đây? Nghiền nát nó đi, sứ giả bão tố. Thiên ơn sát thủ và sứ giả bão tố lại phát động tấn công lần nữa. Chiến tàu biển sâu đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Dân vụ chiến xa, xông lên. Andrew, đừng quên nhé, cậu không chiến đấu một mình đâu. Tuy tớ không thể nghĩ ra những chiến thuật rất tuyệt như cậu và anh tớ, nhưng tớ muốn giúp hai người chia sẻ áp lực, gây giải chiến đấu. Silas, đã quá muộn rồi, bùng nổ đi. Sứ giả bão tố, thiên ưng sát thủ, dân vụ số 1 và biển sâu số 2 không chống đỡ được quy lực của bão táp rực lửa, bị hút văng rồi. Xông lên, dân vụ số 2. Cái gì? Đội Linh Động, đội Linh Động. Bất ngờ quá, dân vụ số 2 bỗng hút công quay trở lại, phá giải thành công trận hình của đội bão tố. Đây là chính thức của Albert mà, sao nó lại biết? Đó là pha cứu thua trên không mà Albert giỏi nhất. Không ngờ lại có thể phá giải được trận hình của họ. Silas, sao cậu lại biết chiêu này phá giải được trận hình của họ? Là trực giác của tớ. Hả? Trực giác? Đây có thể là bước ngoặt của chúng ta. Thật sao? Vừa rồi, tớ cũng không nghĩ nhiều lắm. Dựa vào cảm giác đầu tiên, rồi dùng chính thức của anh thôi. Chiêu thức của huynh đệ. Phải rồi, nếu kết hợp chiêu thức của hai chúng ta vào làm một, có khi sẽ tạo ra được trận hình hoàn toàn mới. Trận hình mới có khi sẽ vượt qua được dữ liệu lớn. Chúng ta phải mau thử thôi. Julia, Jack, hãy đi mau kết thúc trận đấu đi. Đừng để chúng có cơ hội. Bão tố số 2, xuất kích. Silas, kết hợp chính thức của chúng ta vào làm một đi. Ừ. Nghiền nát chúng đi. Sứ giả bão tố, thiên ưng sát thủ, dân vụ chiến xa, chiến từ biển sâu, bóng rồng bão tố. Trận hình của hai bên là giao tranh lần nữa. Quay của đội Linh Động bị hút văng rồi. Yếu rớt một tơi. Vẫn chưa xong đâu. Chu tước quay đầu. Ta đã nhìn thấu chiến thuật của My rồi. Đội bão tố giải tán trận hình. Tiếp theo, dùng cơn bão mạnh nhất đánh bại chúng. Sứ giả bão tố, thiên ưng sát thủ, bão táp rực lửa. Dân vụ chiến xa, chiến từ biển sâu, mau xếp thành một cột. Đấm lại đi. Sứ giả bão tố, hút văng nó đi. Theo suy tính của máy tính, đòi tấn công của bọn My hoàn toàn không phá được trận hình của chúng ta. Lại nào. Quay cái đồ Linh Động làm hút văng lần nữa rồi. Đợi đã, không ngờ chúng lại bật lại từ đường biên. Trận hình của đồ Linh Động tiếp tục bật lại, không ngừng đâm vào trận hình của đồ bão tố. Hai cú liên tiếp, ba cú liên tiếp, bốn cú liên tiếp, năm cú liên tiếp. Dân vụ chiến xa và chiến từ biển sâu càng lúc càng mạnh. Chúng hấp thụ sức mạnh của đối phương bằng cách đâm vào trận hình của đội bão tố, trở nên càng lúc càng mạnh. Đây là chiến thuật gì? Sao lại không có dữ liệu? Giáo sư Win, chúng cháu phải làm gì? Đừng ồn nữa, máy tính của đang phân tích. Đây là kết tinh trí tuệ của chúng. Chỉ có hai người tâm ý tương thông mới hoàn thành được chính thức này. Đây chính là chiến quay huynh đệ của chúng ta. Trận hình huynh đệ Long Dương Bạo Kích.
Trận đấu kết thúc, đội Linh Động dùng trận hình chưa từng xuất hiện để giành thắng lợi. Chúng ta thành công rồi. Dự báo tập sau, đại chiến chung cuộc hết sức căng thẳng. Đội Linh Động và đội Bảo Tố sẽ diễn ra trận quyết đấu đỉnh cao sau cùng. Giáo sư Quyền mở khóa toàn bộ sức mạnh của con quay gắn chip. Quay của ba người đội Bảo Tố phát ra năng lượng siêu cấp chưa từng thấy. Đối mặt với đối thủ lớn mạnh như thế, Albert, Silas và Andrew sẽ chọn lựa thế nào? Con quay quyết định của họ có tạo nên kỳ tích lần nữa không? Tập tiếp theo, trận quyết đấu sau cùng, chiến quay quyết định kỳ tích. Cùng chờ xem nhé. Chiến thần biển sâu có sở trường đỉnh cao phòng ngự cùng với hai chiến quay biển sâu số 1 và biển sâu số 2. Trong phim, Andrew sử dụng chiến quay chiến thần biển sâu với tuyệt chiêu chu tước phản đòn. Hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá bộ sản phẩm chiến thần biển sâu nhé. Bộ sản phẩm có giá 399.000 đồng gồm có một chiến xe, hai chiến quay và tờ hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, có một thẻ chiến thần phía sau của bao bì sản phẩm. Các em lưu ý, hãy giữ lại thẻ chiến thần này để sử dụng trong các sự kiện và ưu đãi của chương trình. Để kích hoạt sức mạnh của chiến thần biển sâu, các em hãy làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Lắp đặt hai chiến quay vào siêu xe. Bước 2. Kéo thật nhanh để nạp năng lượng vô tận cho bánh trước. Bước 3. Gạt nút để phóng chiến quay số 1 vào bàn đấu. Bước 4. Xoay ngược siêu xe lại. Bước 5. Lặp lại các bước để phóng chiến quay số 2 vào bàn đấu. Chiến quay hợp thể tăng tốc tối đa. Hãy chọn mua những sản phẩm chiến quay hợp thể chính hãng tại các đại lý và cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 090-222-1724 hoặc hai kênh Facebook của chương trình để được giải đáp. Mau lên đi, ta sánh vai nào. Mau lên đi, bao ước mơ ngày mai vinh quang. Cùng say mê bước một hành trình thật dài. Ngày mới sẽ đến, dù ta có vấp ngã vẫn đứng vững lên nào. Và bao trong gai, bạn cùng tôi nắm tay. Chúng ta vì nhau lên đường, chúng ta sẽ về nơi mặt trời. Chúng ta sẽ bỏ lại nơi tối tăm. Go, go, go. Vì ta luôn khát khao chúng ta sẽ về nơi mặt trời. Nắm tay chắc bàn tay không rời. Tiến chúng ta là đội.